Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vào trưa ngày hôm qua, bão Bopha đã vượt qua phía bắc của đảo Palawan, Philippines, đi vào khu vực phía đông nam của Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 hoạt động trên khu vực Biển Đông. Và đến chiều ngày hôm qua, thì vị trí tâm bão đã cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 450 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão ở vùng biển phía đông nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực phía bắc của Biển Đông bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Hiện nay, bão đang di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến chiều ngày hôm nay, thì vị trí tâm bão chỉ còn cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 220 km về phía Đông Bắc, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển chậm lại theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 cho đến 10 km. Và đến chiều ngày 7 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 250 km về phía Bắc, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, có thể nói là sự xuất hiện và bổ sung liên tục của không khí lạnh phía Bắc đã đem lại cho miền Bắc những ngày mùa đông giá rét. Tuy nhiên, đây chỉ là những đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, chưa phải là mạnh. Thời điểm từ giữa tháng 12 đến hết tháng 1 mới là thời kỳ hoạt động mạnh nhất. Chính vì vậy mà trong thời gian tới, miền Bắc sẽ còn có những ngày lạnh sâu và rét buốt hơn. Đợt không khí lạnh mới tăng cường được dự báo sẽ gây mưa diện rộng cho các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, làm cho nền nhiệt độ tại đây giảm mạnh và trời trở rét. Ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ dao động từ 15 cho đến 17 độ với độ ẩm khoảng 65%. Riêng vùng núi thì nhiệt độ chỉ từ 10 đến 15 độ. Nhiệt độ sẽ còn giảm trong những ngày tiếp theo và đợt mưa rét này sẽ kéo dài đến hết tuần. Ngày hôm nay, khối không khí lạnh vẫn tác động đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và chỉ ảnh hưởng ở tầng thấp. Trên cao vẫn là khối khí ấm và ẩm nên dự báo hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn sẽ vẫn còn tiếp diễn. Mưa sẽ tăng lên trong buổi đêm và sáng sớm, sau đó hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn sẽ có khả năng chấm dứt. Tại thành phố Cảng Hải Phòng cũng sẽ có thời tiết không mấy thuận lợi, trời rét sâu kèm sóng gió mạnh và biển động. Nhiệt độ trong ngày giữ ở mức từ 16 đến 20 độ với độ ẩm khoảng 80%. Xuống tại khu vực, mưa có khả năng giảm dần và trời còn lạnh đến cuối tuần. Còn với các tỉnh miền Trung thì khối khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa diện rộng cho các tỉnh từ khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó khu vực Nam Hà Tĩnh đến Huế là những nơi có mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông mạnh. Không chỉ gây mưa mà khối khí lạnh đợt này còn làm cho các tỉnh Bắc miền Trung trở rét với nền nhiệt từ Thanh Hóa cho đến khu vực Hà Tĩnh giảm dưới 20 độ. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 30 độ, trời se lạnh. Trong khi đó thì xuôi từ Đà Nẵng trở vào lại có một chế độ thời tiết ổn định. Trời tuy có nhiều mây nhưng không mưa, nhiệt độ trong ngày từ 23 đến 30 độ với độ ẩm khoảng 60%. Dự báo trong 1 đến 2 ngày tới khi bão số 9 di chuyển sâu hơn vào khu vực Biển Đông, hoàn lưu mây của bão sẽ mở rộng phạm vi ảnh hưởng cho các tỉnh ven biển miền Trung. Trong khi người dân miền Bắc đang có những ngày mùa đông rét mướt, thì ở phương Nam lại đang tận hưởng những ngày thời tiết đẹp nhất trong năm. Trời không mưa, về đêm tiết trời se se lạnh cùng sương mù vào sáng sớm. Kiểu thời tiết này hơi giống với tiết trời đầu thu của miền Bắc. Ngày hôm nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh được dự báo là sẽ có sương mù, trời nhiều mây. Tuy nhiên, đây là dạng mây màn nên độ ẩm trong không khí không cao, trời không mưa nên các hoạt động sinh hoạt và giao thông sẽ rất thuận lợi. Nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa vào khoảng 32 độ, còn thấp nhất về đêm là 23 độ với độ ẩm là 60%. Theo nhận định thì trong tháng 12 là thời gian hoạt động liên tục của những khối không khí lạnh phía Bắc. Mặc dù không chỉ chịu ảnh hưởng trực tiếp của khối không khí lạnh, nhưng từ nay đến cuối tháng, người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có những ngày nhiệt độ giảm xuống mức thấp và sương mù nhiều hơn. Tuy nhiên do đang trong giai đoạn mùa khô nên trời tạnh ráo và tương đối dễ chịu. Đối với khu vực thành phố Cần Thơ thì thời tiết cũng trong giai đoạn ổn định, trời không mưa, dễ chịu với mức nhiệt trong ngày từ 24 đến 32 độ với độ ẩm 55%. Xuống trong thời gian tới, thời tiết khu vực trong trạng thái ổn định, thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt giao thông. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!